Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Lala Plus, kênh chuyên chia sẻ về các kiến thức liên quan đến chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Mấy tuần nay làm gì mà mãi mới lên sóng thế Lala ơi? Xin chào Lulu nhá. Từ sau Tết, mình tập trung vào làm một khóa học mới cho các học viên. Khóa học triển khai ISO 9001 từ A đến Z đấy hả? Đúng rồi, khóa học này sẽ hướng dẫn học viên cách xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng từ đầu cho đến cuối là như thế nào. Xây dựng hệ thống à? Thôi hôm sau ông kể nhá. Bây giờ tôi đang có cái thắc mắc liên quan đến cái cuộc đánh giá audit từ bên ngoài đây. Ông giải đáp cho tôi với. Cái khóa học đấy thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người ở các video sau nhá. Thế hôm nay có câu hỏi gì mà liên quan đến việc đánh giá audit hả? Chả là thế này. Tuần sau tôi có một cuộc audit bên ngoài, bên CB ấy. Auditor sẽ đến trực tiếp đến đánh giá các bộ phận. Thế thì nhận đánh giá thôi chứ còn gì nữa. Auditor hỏi gì thì mình trả lời. Nhưng mà tôi chưa biết phải trả lời làm sao cho tốt các câu hỏi của auditor không ạ? Nhỡ mà trả lời sai không đúng thì công ty lại trượt cái chứng nhận. Thì sếp tôi giết tôi mất. Ông chỉ cho tôi với. Không phải lo lắng quá đâu. Vậy thì trong video này mình sẽ chia sẻ 3 cái điều mà cần nắm vững trước khi audit nhá. 3 điều này là những điều mà mình rút kinh nghiệm trong quá trình làm việc tư vấn chứng nhận. Chúng sẽ giúp ông sẵn sàng và trả lời tốt các câu hỏi mà auditor đặt ra trong cuộc đánh giá nhé. Ok, vậy thì Lala chia sẻ đi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Ba điều cần phải nắm rõ để giúp ông trả lời tốt các câu hỏi mà auditor đặt ra ấy, đó chính là: thứ nhất, ông phải biết được cái mục tiêu của cuộc đánh giá audit này. Thứ hai là ông phải nhận thức được các yêu cầu của tiêu chuẩn. Thế điều thứ ba là gì? Điều thứ ba đó chính là ông phải biết cách trả lời các dạng câu hỏi phổ biến mà auditor đặt ra. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cụ thể các cái ý này nhé. Để trả lời được câu hỏi mà auditor đặt ra thì điều đầu tiên ông cần phải biết mục đích mà auditor đến đánh giá chúng ta. Cụ thể là sao cơ? Thì auditor được CB cử đến đánh giá công ty chúng ta là để đạt được mục đích và mục tiêu gì đó. Thì mọi hành động, mọi câu hỏi của auditor được đặt ra là để đạt được cái mục tiêu mà CB giao phó đấy. Vậy nên ông mà biết được mục tiêu này, mục đích của auditor trong các câu hỏi thì sẽ dễ dàng trả lời. Tôi hiểu rồi đấy. Chúng ta cần nắm được các mục tiêu này, mục đích của auditor thì tức là chúng ta sẽ biết được auditor muốn gì, thích gì. Và khi đó chúng ta sẽ trả lời theo đúng cái hướng đấy thì sẽ đưa ra được câu trả lời phù hợp, đúng không? Đúng rồi. Chốt là ông phải biết mục đích, mục tiêu và mong muốn của auditor thì sẽ trả lời được câu hỏi tốt. Ok, thế thì audit có mục đích gì và auditor mong muốn gì mỗi khi đặt câu hỏi cho chúng tôi? Đầu tiên audit trước nha. Audit được tiến hành với mục đích là để xác định xem hệ thống quản lý của ông ấy có phù hợp và đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn hay không. Ví dụ audit hệ thống quản lý chất lượng thì xem có phù hợp với 315 yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001 hay không này. Audit hệ thống quản lý môi trường thì xem có đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14000 hay không. Audit hệ thống quản lý an toàn thông tin ấy, thì xem công ty có phù hợp với tiêu chuẩn ISO 27000 hay chưa, vân vân. Đúng rồi. Thế còn auditor mong muốn điều gì mỗi khi đặt câu hỏi cho chúng tôi? Auditor sẽ đặt rất nhiều câu hỏi trong khi đánh giá này, để hỏi xem công ty ông đã triển khai các yêu cầu trong tiêu chuẩn như thế nào này. Sau khi trả lời thì họ sẽ xác nhận xem liệu như thế đã phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay chưa. Thế nên tôi sẽ trả lời sao cho cung cấp được các thông tin mà auditor cần, đúng không? Nói về cách chúng tôi đã triển khai và thực hiện các yêu cầu như thế nào. Đúng rồi đấy. Chỉ cần trả lời xoay quanh việc thực hiện các yêu cầu như thế là được. Và chứng minh được thông qua các bằng chứng mà ông cung cấp. Thế là trả lời được câu hỏi và làm thỏa mãn auditor rồi. Điều thứ hai để giúp ông trả lời tốt các câu hỏi của auditor ấy, đó là ông phải hiểu được, nắm được các yêu cầu tiêu chuẩn. Hay giới trong ngành người ta gọi là nhận thức được tiêu chuẩn đấy. Các tiêu chuẩn người ta hay đi học lớp nhận thức đấy mà. Như là tiêu chuẩn ISO 9001 thì người ta đi học nhận thức ISO 9001 đấy hả? Đúng rồi ạ. Học nhận thức tức là học để hiểu được các ý nghĩa, hiểu được các yêu cầu tiêu chuẩn, hiểu được và nắm bắt được tiêu chuẩn muốn gì và biết được chúng sẽ áp dụng vào công ty tổ chức sẽ như thế nào. Auditor nếu mà hỏi đến các yêu cầu của phòng ban mình này, của bộ phận mình này mà ông đã hiểu được các yêu cầu này, nhận thức được chúng rồi ấy, thì ông sẽ trả lời một cách rất nhanh chóng và chính xác.
Ví dụ như auditor mà đánh giá đến điều khoản 9.2, đánh giá nội bộ ấy, thì tôi sẽ lấy các kiến thức mà nhận thức về điều khoản 9.2 ra trả lời, như là xây dựng chương trình đánh giá nội bộ ra sao này, auditor nội bộ được đào tạo thế nào này, kết quả chương trình đánh giá ra sao này, xử lý các điểm không phù hợp bằng CA thế nào, vân vân. Đúng thế, khi ông nhận thức được các điều khoản và yêu cầu rồi thì khi người ta hỏi thì sẽ trả lời được thôi. Và điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ đó là ông cần phải nắm được cách trả lời các dạng câu hỏi phổ biến mà auditor sẽ hỏi khi audit. Khi đánh giá, auditor sẽ hỏi nhiều dạng câu hỏi khác nhau à? Đúng rồi, auditor sẽ hỏi nhiều dạng câu hỏi khác nhau nhằm lấy được các thông tin, khai thác được các bằng chứng của những sự phù hợp và những sự không phù hợp. Mỗi dạng câu hỏi đặt ra thì có một mục đích khai thác thông tin khác nhau. Ông mà không biết cách trả lời các câu hỏi này thì thành ra của audit ấy trở nên rất khó khăn và mất thời gian đấy. Thế á? Thế thì ông chỉ cho tôi các dạng câu hỏi này đi, để tôi còn chuẩn bị. Có 3 dạng câu hỏi chính mà auditor hay hỏi, đó chính là dạng câu hỏi mở này, dạng câu hỏi đóng này, câu hỏi dạng giả thuyết. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua các câu hỏi này nhé, để ông nắm được. Với câu hỏi mở ấy, thì auditor sẽ sử dụng các cái từ như là what, where, when, how, tức là cái gì, ở đâu, khi nào, như thế nào. Với câu hỏi mở thì có mục đích là mở rộng vấn đề này và thu được nhiều thông tin này. Thế nên ấy, khi ông được hỏi cái dạng câu hỏi mở này thì ông cứ trả lời thoải mái đây, cung cấp được nhiều thông tin cho auditor này để auditor biết được cách triển khai các quá trình và vận hành trong tổ chức như thế nào. Còn với câu hỏi đóng ấy, tức là dạng câu hỏi có hoặc không, làm hoặc không làm, đúng hay sai, cái này thì ông trả lời ngắn gọn, có hoặc không, kiểm tra nhiệt độ trong phòng hay không, nếu làm thì bảo có, nếu không làm thì bảo không làm, đơn giản thế thôi. Và dạng câu hỏi thứ ba đó là dạng câu hỏi giả thuyết, có cấu trúc là nếu thì hoặc là giả sử thì. Auditor sẽ hỏi kiểu như là nếu chúng ta làm cái này này thì bị làm sao không, thì có vấn đề gì không. Ví dụ như là công nhân không được đào tạo thì có vấn đề gì không. Đấy, ví dụ như thế. Mục đích của câu hỏi này là để xác định xem trong quá trình, trong bộ phận có rủi ro và cơ hội gì, và ông có nắm bắt được các cái rủi ro và cơ hội đấy không. Thế nên ấy, để trả lời các câu hỏi này thì ông hãy áp dụng cái tư duy dựa trên rủi ro, risk-based thinking, để trả lời cho phù hợp nhá. Ồ, hay thế nhở. Đúng là ông kể thì tôi mới biết các dạng câu hỏi này. Tôi phải về học cách trả lời cho nó phù hợp mới được. Đúng rồi đấy. Còn một số dạng câu hỏi khác như là câu hỏi dẫn dắt này, câu hỏi để khẳng định này, vân vân, thì tôi sẽ giới thiệu ở các video sau nhá. Ok, chốt lại là để trả lời tốt các câu hỏi của auditor ấy, đặt ra trong cuộc đánh giá thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, ông phải nắm được thứ nhất đó là mục đích của họ hỏi này, mục đích của việc đánh giá này, và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, đưa ra bằng chứng phù hợp. Thứ hai là ông phải nhận thức được tốt các yêu cầu, điều khoản trong tiêu chuẩn. Khi auditor hỏi đến điều khoản nào mà ông đã nhận thức được nó rồi ấy, thì ông sẽ biết nó là cái gì, ý nghĩa của nó ra sao, và nó sẽ triển khai tại nhà máy mình như thế nào, thì ông sẽ dễ dàng trả lời thôi. Để nhận thức tốt được tiêu chuẩn ấy, thì tốt nhất là ông đi ra ngoài ấy, học các khóa học nhận thức ở bên ngoài. Hoặc tiện nhất, ấy, dễ nhất ấy, thì ông đăng ký cái khóa học nhận thức ISO 901 dành cho người mới bắt đầu của LaLa Plus. Ông sẽ học online và không phải đi đâu xa cả, mà đảm bảo rất nhiều kiến thức hay và giúp ông hiểu được tiêu chuẩn. Và điều thứ ba đó nữa là ông phải nắm được các dạng câu hỏi chính mà auditor sẽ hỏi trong cuộc đánh giá, như là câu hỏi mở này, câu hỏi đóng, giả thuyết, dẫn dắt, vân vân, và biết cách trả lời đầy đủ cho các dạng câu hỏi này. Đấy, tất cả ba thứ này mà ông nắm được trước khi audit ấy, thì ông sẽ trả lời được các câu hỏi mà auditor đặt ra trong cuộc đánh giá một cách rất tốt mà không phải lo lắng gì cả. Ồ, cảm ơn Lala nhá. Tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn hẳn rồi đấy. Tôi phải về chuẩn bị audit đây. Chào mọi người nhá. À, website lalaplus.vn chính thức lên sóng rồi nhá. Mọi người có thể truy cập vào website để cập nhật những kiến thức hay về chất lượng, về hệ thống quản lý chất lượng, về ISO 901. Trong đó mình cũng đăng rất nhiều tài liệu ISO miễn phí cho các thành viên của Lala Plus. Các bạn truy cập vào đường link lalaplus.vn nhá. Còn bạn nào muốn học bài bản theo các khóa học của Lala Plus ấy, thì truy cập vào cái đường link đó chính là daotao.lalaplus.vn để đăng ký các khóa học bổ ích của Lala Plus nhá. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Bye bye. Bạn Tuyết có hỏi là công ty có bao nhiêu NC thì không nhận được chứng ạ?
À, chứng vào đây có nghĩa là chứng nhận đấy. Chốt lại câu hỏi là khi nào đánh giá thì bao nhiêu NC filing thì chúng ta sẽ không nhận được chứng nhận. Họ sẽ đến đánh giá tổ chức. Sau khi xác nhận là đã đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn thì họ sẽ hoàn thành thủ tục và sau đấy sẽ cấp chứng nhận, phải không? Đúng rồi, đó chính là cái quá trình chứng nhận. Tức là ở đây, khi mà CB tổ chức chứng nhận đủ cái bằng chứng thì họ sẽ cấp chứng nhận cho chúng ta. Còn không đủ bằng chứng thì họ sẽ không cấp chứng nhận.